Rồi. Vâng, như vậy là chúng ta đang cùng đến với có lẽ là một môn phái mới lại vừa xuất hiện. Như vậy là những người phụ nữ đang thè lưỡi và à. Không biết đó là để làm gì. Vâng, tôi cũng không biết đây là ở đâu nữa. Và còn đây thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những môn phái lạ xuất hiện. Và những cái hành động của họ cũng khiến chúng ta không hiểu nó là cái gì và nó giải quyết được vấn đề gì. Được thè lưỡi như thế này thì tôi không hiểu để làm gì. Để dọa ma hay là gì đây? Anh em nào biết đây là môn phái gì các bạn comment bên dưới nhé. Tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.